chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình à, nếu như bạn uh, chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé các bạn thân mến thì ở cái video này thì mình uh, chia sẻ cho các bạn uh, tham gia vào join wallet vào một cái uh, dự án uh, có tên là lusen thì uh, chúng ta sẽ uh, tham gia sớm vào uh, danh sách uh, chờ của cái dự án này uh, để chúng ta sẽ uh, nhận cái chương trình Airdrop thì cái dự án Nascent uh, này thì uh, đã huy động vốn được 88 triệu đô la thì với cái mức mà định giá là 750 triệu đô la thì sẽ là gấp 4 lần so với cái dự án A thì ở trước kia thì các bạn cách đây một vài tuần thì các bạn nào mà đã tham gia vào nhận cái chương trình Adobe của cái dự án A này thì các bạn cũng nhận được khá là nhiều cái đồng token của cái dự án A này thì cái đồng này thì hiện tại thì đã list ở trên cái sàn Binance cũng như là rất là nhiều các cái sàn top ở trên thế giới À, thì và cái giá hiện tại trên cái đồng Arkham này thì trên uh, uh, sàn Binance thì khá là cao. thì đối với cái dự án uh, Natsen này thì cũng tương tự như cái dự án Arkham các bạn nhé. thì uh, tuy nhiên thì cái dự án này thì huy động được cái vùng, nguồn vốn khủng hơn uh, so với cái dự án Arkham. Uh, thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để chúng ta tha, tha, tha tham gia sớm vào cái dự án này. thì cái cách mà tham gia sớm này thì nó khá là đơn giản thôi. thì chúng ta chỉ cần uh, điền cái địa chỉ EMI uh, và sau đó thì các bạn uh, đánh dấu uh, tích vào đây để chúng ta giải cái mã tra và sau đó thì các bạn nhấn vào phần join wallet đó thì ở đây thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mail nhé ở đây là vui lòng kiểm tra mail của bạn để xác nhận này chúng tôi đã gửi mail đến bạn tài khoản là uh, quảng linh gmail com và vui lòng xác minh địa chỉ email của bạn để nhận được liên kết giới thiệu duy nhất của bạn nếu như bạn không thấy trong hộp thư đến thì bạn có thể là kiểm tra trong hộp thư rác nhé và nếu như các bạn mà trong vòng 30 phút mà các bạn không nhận được thì bạn làm mới trang cho mình thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chúng ta nhận gửi lại cái mã code xác minh tài khoản email đây thì uh, mai đã về nhé ra sen này thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái Uh, liên kết thì các bạn kích vào xác minh địa chỉ email thì cái này có lúc phụ thuộc vào cái lúc đăng ký đông hay là đăng ký ít ý thì nó sẽ về sớm hoặc về muộn cho nên là các bạn cố gắng chúng ta chờ thì sẽ mất khoảng tầm dưới 30 phút uh, các bạn sẽ lâu tầm đó rồi các bạn uh, đây là sẽ cung cấp cho chúng ta cái niên mời thì các bạn copy cái link này và các bạn chia sẻ lên các cái trang mạng xã hội ở đây đó, để chúng ta là mời thêm bạn bè tham gia và đây là cái chương trình mà chúng ta tham gia sớm vào dự án cho nên là cái này thì hiện tại thì vẫn có chưa có cái thông tin uh, về cái chương trình op thì cái thông tin này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở những cái video lần sau. Rồi thì uh, mình sẽ cập nhật liên tục các cái thông tin liên quan đến cái dự án này ở những cái video sau lần sau các bạn nhé.